địa điểm chụp hình cực chất của giới trẻ Sài Gòn. Gần đây có rất nhiều bạn trẻ cho rằng giới trẻ Sài Gòn đang xây dựng cho mình một phong cách vui chơi, giải trí rất riêng và thú vị. Các điểm đến của giới trẻ Sài Gòn vô cùng đa dạng, đủ mọi thể loại, quan trọng là nơi nào cũng chất. Những địa điểm này ngoài việc thư giãn, vui chơi, các bạn còn có cho riêng mình những bộ ảnh cực chất để làm kỷ niệm hay khoe với mọi người. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lầu 2 khu vực đưa đi. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 8 km về phía Bắc ở quận Tân Bình, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là đầu mối giao thông quan trọng của cả miền Nam. Đến đây bạn sẽ có được một bộ ảnh đậm chất sân bay cho riêng mình. Siêu thị quốc dân E-Mart. E-Mart là siêu thị bán lẻ đầu tiên của Hàn Quốc. Nằm trên 168 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích rộng khoảng 11.900.000 m2 và được trang trí với nhiều hình ảnh mới lạ, cực chất, E-Mart đang là điểm đến cho nhiều bạn trẻ muốn có những bộ ảnh đường phố cực chất. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh đường Lý Tự Trọng. Nằm trong hệ thống các công trình kiến trúc đẹp và nổi tiếng của Sài Gòn, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại 65 Lý Tự Trọng, quận 1, là một công trình nghệ thuật đặc sắc với kiến trúc mang vẻ cổ kính và hoài cổ, sẽ là điểm chụp hình lý tưởng cho các bạn trẻ yêu kiến trúc cổ kính. Căn nhà bỏ hoang gần nhà thờ bên bờ sông quận 2. Đây là một quận nội thành của Sài Gòn, là quận mới đô thị hóa, vì vậy ở đây vẫn còn một vài ngôi nhà bỏ hoang, mang nhiều nét hoang sơ, chắc chắn là điểm đến thú vị cho những bạn trẻ thích có những bộ ảnh mang tính chất phóng khoáng. Nhà ga 3A và bức tường graffiti Lê Thánh Tôn. Nhà ga 3A nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Đây là một không gian nghệ thuật đương đại ứng dụng. Trước đây là những khu nhà cũ được Pháp xây dựng từ thế kỷ thứ 19. Khi đến đây, chắc chắn những bạn trẻ yêu thích phong cách đường phố mang hơi thở hip-hop sẽ có những bức ảnh chất ngây ngất. Tầng thượng chung cư Hoàng Anh Gia Lai, quận 7, sau lưng siêu thị Lotte Mart, quận 7. Nằm ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Đến nơi đây, bạn sẽ có một bộ ảnh vô cùng độc đáo và khác biệt. Cũng cần lưu ý về độ an toàn nha các bạn. Khu vực lân cận trung tâm Crescent Mall. Crescent Mall nằm trong khu vực 101 đường Tôn Giật Tiên, phường Phú Mỹ, quận 7. Trung tâm này được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, là điểm đến quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn trong những năm gần đây. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ tọa lạc ngay trung tâm hành chính của quận 1, được kết nối với nhiều điểm như nhà ga Metro, nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Diamond. Đi vào hoạt động từ năm 2015 và là điểm hẹn vô cùng thú vị cho các bạn trẻ. Nơi đây cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa giao lưu của giới trẻ Sài Gòn. Những bức tường. Chắc chắn những giới trẻ đam mê chụp hình và muốn có những bức ảnh đẹp thì không thể nào bỏ qua gợi ý những bức tường nổi tiếng như thế này. Bức tường u buồn ở Sky Garden, quận 7. Bức tường màu đỏ huyền thoại tại McDonald's ở Gò Vấp và Điện Biên Phủ đều có.